Chương trình ngày mới tiếp tục với những thông tin về giá cả một số mặt hàng thực phẩm. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại thị trường trong nước, giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm nhẹ 500 đồng một ký. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai, Đồng Nai đang giao dịch ở mức 76.000 đồng một ký, tại Đắk Nông, Đắk Lắk 77.000 đồng một ký, Bình Phước 77.500 đồng một ký, còn tại Bà Rịa Vũng Tàu là 78.500 đồng một ký. Cộng đồng Hồ Tiêu Việt Nam nhận định giá tiêu sụt giảm do khối đầu cơ vốn ngoại xả hàng trước, nguy cơ lãi suất vốn vay dự kiến tăng. Ngoài ra, gần đây, các ngân hàng trong nước tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động Việt Nam đồng cũng khiến giá tiêu bị tác động. Giá heo hơi tuần này tăng giảm trái chiều 1.000 đến 3.000 đồng một ký ở một vài địa phương. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 52.000 đến 57.000 đồng một ký. Theo đó, tại các tỉnh thành phố phía Bắc, giá heo hơi giao dịch quanh mức 54.000 đồng một ký đến 56.000 đồng một ký, tương ứng tăng 1.000 đến 2.000 đồng một ký. Trái lại, giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên đang giảm, giao dịch ở giá 53.000 đồng một ký, giảm 3.000 đồng một ký. Còn tại các tỉnh miền Nam, giá heo hơi đang biến động trái chiều từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký và đang thu mua trong khoảng 53.000 đến 57.000 đồng một ký. Giá rau củ hôm nay tại khu vực Nam Bộ cũng biến động trái chiều do chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ dài 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cụ thể, một số mặt hàng như mồng tơi, khoai tây, cà rốt, bí đỏ, bắp cải giá tăng nhẹ từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký đối với các loại trái cây ổn định. Nhiều loại trái cây đầu mùa như chôm chôm, vải u hồng, sầu riêng, măng cụt được bán với mức cao. Cụ thể, chôm chôm 35.000 đến 55.000 đồng một ký, măng cụt 60.000 đến 80.000 đồng một ký, sầu riêng 100.000 đến 130.000 đồng một ký.